Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay là phóng sự phản ánh tình trạng nước thải khu công nghiệp Điềm Thụy có dấu hiệu ô nhiễm. Trong tiểu mục câu chuyện pháp luật là phóng sự đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2023. Và sau cùng là tiểu mục phản hồi bình luận. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân tại khu vực tổ dân phố Yên Mễ, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên phản ánh cống thoát nước thải từ khu công nghiệp Điềm Thụy xuất hiện tình trạng nước thải có màu trắng đục, nổi nhiều bọt trắng, kèm theo đó là mùi khó chịu. Vấn đề này đang khiến cho người dân xung quanh khu vực này lo lắng, đề nghị các cơ quan có trách nhiệm sớm vào cuộc, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý. Đây là hình ảnh được người dân xóm Yên Mễ, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên ghi lại vào ngày 8 tháng 4, 2023, tại khu vực cống thoát nước của khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A. Hình ảnh cho thấy, nước thải ra có màu trắng đục, nổi nhiều bọt trắng dày đặc, kèm theo đó là mùi rất khó chịu. Người dân cho biết, thời gian gần đây, tình trạng nước thải có hiện tượng ô nhiễm xảy ra khá thường xuyên, khiến cho người dân lo lắng. Điều này có thể ảnh hưởng đến nước tưới nông nghiệp hoặc ngấm xuống nước ngầm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Gần đây thì cứ lợi dụng trời mưa, mới lại ngày nghỉ là xả lại trắng, chả em dùng châu hòa còn không dám uống gì. Người dân cũng cho biết, trước đây nước thải chảy ra khu vực này khá trong, không có mùi khó chịu. Nhưng thời gian gần đây, nước thải chảy ra có nhiều bọt khí kèm theo mùi lạ. Tình trạng này đã nhiều lần được tổ dân phố phản ánh lên phường Hồng Tiến và các cơ quan quản lý đề nghị xem xét giải quyết. Trong khi các cơ quan quản lý chưa xác định được nguyên nhân của nguồn thải gây ô nhiễm, thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. Chúng tôi cũng đã nhiều lần ý kiến lên phường, đi họp các thứ tiếp xúc cử tri, chúng tôi ý kiến là bây giờ phải xử lý nào, chấn chỉnh lại khu công nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con nhân dân của tổ dân phố. Vậy bởi vì cái mương này trực tiếp xả từ đầu nguồn đến cuối nguồn của tổ dân phố Yên Mễ. Khu công nghiệp Thái Nguyên thì có cử các cán bộ về cũng đã lấy mẫu và cũng đã kiểm tra cái thực tế, đề nghị là cũng sớm giải quyết. Tại vì cái này ý kiến của nhân dân cũng đã rất là nhiều lần. Chất thải này thì không biết là đủ tiêu chuẩn như nào, nhưng mà về mắt thường thì nhìn là cũng thấy có sự ô nhiễm. Đấy, cho vậy là tôi cũng mong muốn là các cấp, đặc biệt là chủ ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng sớm giải quyết. Trước thực trạng này, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom vận hành của trạm xử lý nước thải tập trung. Các đơn vị chức năng của ban sẽ cùng phối hợp với khu công nghiệp Điềm Thụy tiến hành rà soát hệ thống thoát nước của khu công nghiệp, đảm bảo nước thải của các nhà máy phải được thu gom triệt để về khu xử lý nước thải tập trung, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định, khẩn trương tìm ra nguyên nhân và khắc phục, không để tình trạng này tiếp tục tái diễn. Qua cái ghi nhận đấy thì cái hiện tượng này thì khả năng là trên cơ sở là sẽ có một đơn vị nào đó người ta thực hiện cái việc vệ sinh xưởng, và sau đó thì nó dẫn đến cái việc tràn nước thải, tràn cái nước rửa đó trên cơ sở là nhiễu bọt của xà phòng thôi. Đấy thì nó vào cái hệ thống nước mưa của khu nghiệp thì nó mới tràn ra. Và khi mà nó qua cái hệ thống cửa xả với cái lớp đá ở dưới ấy, thì nó sẽ tạo ra cái lớp bọt. Như là chúng ta khoắng cái xà phòng đấy, anh thấy ấy, là nó sẽ bị như thế. Nếu như nước chảy bình thường thì nó sẽ không có. Thế thì trên cơ sở đấy thì ban quản lý cũng đã phối hợp và lập biên bản ghi nhận lại hiện trạng, và hôm sau thì ban quản lý cũng đã ban hành cái văn bản cùng với lại ban Điềm Thụy là đi kiểm tra các cửa xả và có test nhanh bằng quỷ tím. Thế nhưng mà cũng hiện tại là vì là cái hành vi đã kết thúc rồi nên là cũng chưa ra. Thì trong thời gian tới thì ban cũng sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo cho ban quản lý dự án công nghiệp Điềm Thụy ấy, là tăng cường cái việc duy tu bảo dưỡng, rồi tuần tra, giám sát, đồng thời là vận hành cái trạm xử lý nước thải của khu nghiệp Điềm Thụy đúng theo quy trình và đảm bảo 24/24. Vấn đề nước thải có dấu hiệu bị ô nhiễm từ khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A chảy ra khu dân cư Yên Mễ, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên
rất cần các cơ quan có trách nhiệm xác định rõ nguyên nhân, tìm ra nguồn thải và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Giải quyết dứt điểm, không để tình trạng xả thải tái diễn. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn đơn vị quản lý môi trường lấy mẫu tại vị trí cống nước thải để tiến hành xét nghiệm, đánh giá tình trạng nước và thông báo kết quả rộng rãi để người dân có thể yên tâm sinh sống và sản xuất. Trong quý 1 năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để có được kết quả đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông. Trong quý 1 năm 2023, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.300 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 14,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 2.000 trường hợp, tạm giữ hơn 3.300 phương tiện giao thông các loại. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản có gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 760 trường hợp là cán bộ đảng viên. Cũng có súng ít có đưa ra nhiều lý do để nhằm trốn tránh hoặc là biện minh cho cái việc vi phạm nồng độ cồn của mình. Thế tuy nhiên thì đối với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi sẽ kiên trì, kiên quyết bằng các cái biện pháp để tập trung xác minh và làm rõ cái hành vi vi phạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức chấp hành các quy định cho người dân khi tham gia giao thông, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã phát hơn 5.000 tờ rơi, 64 băng rôn, 64 đĩa CD tuyên truyền luật giao thông, tổ chức cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa ký cam kết việc chấp hành các quy định về tải trọng phương tiện, bốc xếp hàng hóa bằng xe ô tô, không vi phạm quy định về cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ. Thì được xử lý nghiêm túc, đúng người, đúng hành vi và đã tạo được cái sự lan tỏa lớn trên địa bàn tỉnh. Và quan trọng hơn cả là chúng tôi quyết tâm để xây dựng cái nề nếp, xây dựng cái văn hóa giao thông là đã uống rượu bia thì không lái xe. Qua đó đã giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Trong mục phản hồi bình luận sẽ là nội dung công văn số 1462 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng công viên, cây xanh trong dự án đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc quản lý cây xanh trong các đô thị thuộc địa bàn mình quản lý theo phân cấp. Khi thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở, cần tập trung ưu tiên nguồn lực để giải phóng mặt bằng các vị trí quy hoạch là công viên cây xanh, tập trung giao đất, quỹ đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật trong các dự án, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện, đầu tư theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án, khu đô thị, khu nhà ở đúng nội dung đầu tư và tiến độ thực hiện. Kiên quyết không thực hiện các thủ tục về kinh doanh bất động sản khi dự án chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục công viên cây xanh trong dự án. Các chủ đầu tư các dự án đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ công viên cây xanh trong dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến đây, chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.